mực nè. Thấy anh chị nhiều mực kìa. Đâu? Muốn ăn á. Ừ, mực bự bự không ha. Rồi đem qua bển rửa luôn. Nghe mực bự ra luôn. Qua sàn nước luôn. Ồ, mực bự bự không cho nậu. Cây bọc. Mực này làm gì ăn trời? Làm gì nướng hả? Ồ. Bữa nay có người đãi mực quý vị khán giả. Mình có lọc ăn hoài quý vị. Trời ơi, mực bự nè. Ồ. Ngon thế. Nướng luôn. Ừ, ăn cá mì dinh rồi quý vị khán giả. Ăn trà lá luôn. Hồng ngô đi nè, bự 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 hơn cái bàn tay mình nữa nè. Ồ, người hồn không? Này con. Này giờ mua chợ Hồng Ngự quá. Quá trời bự luôn. Sáng nay ăn mực. Cá mì dinh. Nướng ờ nướng xẻ làm hai luôn. Chị thứ tư bà đang làm mực quý vị. Này cô nhỏ em thứ sáu đi mua. Móc này nè, chị nướng là nó ngon. Ừ, cái đấy mổ ra ta nướng cho hồi cắt cuốn cuốn lên nướng nó đẹp mờ mờ. Xẻ làm hai chứ giờ mờ sáu. Không có nó phải bánh ra chứ. Bánh gì ta cắt cuốn cuốn đẹp lắm rồi. Ngon. Là sao? Anh nướng rồi anh cắt cuốn cuốn rồi nhìn nó ra ngon không? Ờ nướng tròn á hả? Ừ. Gì vậy? Nướng tròn, nướng tròn phải rút, rút cái gì ta rút. Cái này nè, chúng ta rút cái đó lọc, cái đó là con mực lá. Cái này con mực ống. Ờ cái này là gì nè? Thôi 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 thôi. Cái kia là con mực lá, này mực ống, đúng rồi. Chị rút cái xương nó ra dưới ấy ra. Ờ đúng rồi cái xương. Đó. Có gì trong đó đâu. Ừ, trong để nướng tròn á, cắt phanh. Chứ bị gì này mực ống mà. Đâu phải mực lá đâu. Nướng tròn mới được. Ừ. Trong lửa trong á, cắt cái đầu. Cắt. Cái đầu nước ra nè. Đây là tối ngày về đây lo ăn đồ ăn không à quý vị ơi. Tết người này mua người kia mua ăn hoài vậy đó. Ăn cho hết mùa dịch. Đừng có lọt. Đi vậy đi. Đừng có lọt. Ở đây cua bọng gì cũng có trên quý vị khán giả. Đó. Đi kéo lưới rồi có cua, có đủ thứ. Ốc. Kéo lưới gì. Cua với nóc đủ thứ. Kéo ra cho đây. Chưa mặn nữa ha. Còn mặn bên đây nữa. Cái ớt chín đỏ. Chút bẻ ớt vô đâm vô nướng siêu cay mà. Đây là ướp mực siêu cay nè quý vị khán giả. Nay đổ thợ nấu rồi. Siêu cay kìa. Ừ, có nhỏ em nó nướng ướp mực siêu cay nó nướng nó đãi mình đây. Quý vị khán giả theo mình vô bếp coi xem nướng mực siêu cay coi. Đây. Đó, mực rất ngon ha. Đây làm tư ngon đàng hoàng. Siêu cay đó. Đầu cho vô luôn hả? Ừ, vô luôn đi. Chúng ta thì đang hầm đưa vô cái lòng đãi vô. Hả? Trộn đãi vô ừ. Vậy đó, có sao đâu. Mấy hỏi vô. Ăn này là siêu cay luôn đó. Múc hết với ớt vô đi. Hết với ớt luôn. Ừ, hành đồ hết luôn, ăn thấm mới ngon. Hết ớt luôn đi. Ăn mà hết hà. Này bả tao nói nay là phải làm món siêu cay rồi. Có món này mình còn ở lại mới ăn ở lại được quý vị.
chứ không đãi luôn, nay về rồi. Ai đãi thì mình ở, còn không đãi thì mình về vậy đó. Mà cỡ này mới chịu đó không? Ừ. Nghe không? Quá mình không. Đứng dưới gió thơm hết biết luôn. Lắc lên mà sao? Không mà cầu luôn, ướp siêu cay nè các ơi. Nữa nước mà không biết siêu cay rồi ăn có nổi hay không mới là quan trọng. Hít hà mới ngon. Cho sao thấy cay tới cay nè, đưa vô thêm nữa không? Cũng đưa đi cho ngon rồi. Ok, nhưng mà thoát còn hâu, thoát còn hâu luôn. Thôi bè ăn được không chứ tao ăn cũng không được. Ủa, ăn rất ngon chứ có gì đâu. Ở đây là cái khu này, ngay cái sân này là cái sân để mà làm ẩm thực nè quý vị khán giả. Ăn uống dầu hào đó, chơi vô đi. Rồi, được rồi, nó mặn. Mặn không? Cho nó thấm cái ha. Yeah. Rồi xong rồi, chuẩn bị cho lên, cho lên nửa thang là ok. Quá ngon quý vị. Giờ mực nướng siêu cay nè nghe quý vị khán giả, sớm giờ đốt thang, có thang rồi. Quý vị khán giả cùng mình nướng nha, thôi chắc lật hết cái than này xuống ủng quá. Không có gì kê hả? Cái thùng nhỏ nè, cái thùng bự ta lật lên, không lật mình đi úp xuống rồi cái chảo nó lắc lư rồi sao? Cái nè. Thấp xuống dưới vậy, không có lắc đâu nè. Đó. Sợ nó lật á? Không có lật. Trong ý là nó cao quá cái mình. Rồi rồi, chậm lên đi rồi. Ừ. Chắc đi. Ngon. Ngon quý vị ơi. Nãy mình không dồn cái ruột vô đông luôn. Ủa cái gâu. Nóng quá. Siêu cay nha quý vị. Tiêu than đấy chứ gì đâu. Hờ nó chín. Hờ nó bất ngờ. Anh thấy vậy đó nghe, chứ nó săn lại cái nước chảy xuống. Không phải chơi đâu. Tao gâu luôn trời. Nhiều. Cái gâu chứ ăn ngon. Mau mà cái này nướng nhanh lắm. Xuống đây nó vàng nè quý vị. Đó, hạ thấp xuống mới ngon. Được rồi chị ơi, lấy dĩa đi. Lấy dĩa đựng được rồi, để khô quá không ngon đâu. Khô quá đâu không ngon. Khô lắm. Nó là vừa chín vàng vàng, nó hơi ráo á. Nước nó mới ngọt. Rồi chuẩn bị dọn cơm nghe, đổ bụng rồi nha. Đói rồi đây. Mồi này mà ăn cơm không hả quý vị khán giả? Sáng giờ mấy người rồi đi thưa rồi đó. Sáng giờ
Ở bên sông chịu không nổi à. Nghe mùi này, mùi gió bắc thôi chứ. Thơm. Thật là thú vị. Có cái câu thứ gì chịu nổi. Cái gì chịu nổi bắn thôi nè. Cái gì đi không phải teo ấy. Không cần chết. Kết rồi điện thoại. Mình chín rồi. Em hấp ra đi. Con nào chín mới ra. Chín rồi quý vị khán giả ơi. Bây giờ chuẩn bị lên mâm rồi. Đói rồi. Có một chậu mực không mà 11 giờ rồi. Ăn đồ nướng cực. Ngon vậy đó, không dần chảy. Xong rồi quý vị khán giả. Đó, bây giờ chỉ còn là dọn lên là ăn sáng thôi. Ăn cơm buổi sáng. Đó, giờ đem lên mâm. Cắt đi rồi bà ơi, bây giờ dọn ăn cơm rồi đó quý vị khán giả. Quý vị thấy cái dĩa mực ngon ghê. Giờ phải sắc ra nó to quá. Đường thanh long người đập người lãng người đại đi không ăn đấy, nó đi không chuyện rồi. Thôi thành quả mình bữa nay mình nướng mực siêu cay cũng xong rồi nha quý vị khán giả, mình đã dọn lên mâm rồi. Xin mời quý vị khán giả ăn cơm gia đình cùng mình nha. Mời quý vị khán giả ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Nó siêu cay, ăn thử coi cay không. Thì bữa cơm gia đình đến đây cũng xin phép với quý vị khán giả mình kết thúc video tại đây nha quý vị khán giả. Quý vị khán giả xem nhớ bấm đăng ký và bấm chuông để đón xem video mới của mình nha. Nhớ bấm like, chia sẻ để ủng hộ kênh cho mình nha quý vị khán giả. Chào tạm biệt quý vị khán giả. Chào quý khán giả.